Xin kính chào tất cả các bác yêu lan. Hôm nay là tôi lại nhớ ra một cái chủ đề và muốn chia sẻ với các bác ngay tức thì. Là tôi lại móc điện thoại ra ghi hình cho các bác luôn, không lỡ qua thì nó sẽ quên đi. Để các bác đang nhìn thấy dàn lan tôi đang phun không ạ? Đấy, nhìn thế thôi nhưng mà cái nếu các bác nhìn bằng mắt thật thì các bác sẽ thấy nó một số vòi nó rất là yếu. Đây các bác có thể nhìn thấy nước nó chạy đây, chạy rất là yếu. Và bên cạnh đó thì đây đấy, một số vòi thì phun rất khỏe. Lý do vì sao vậy? Vì tôi chia nó ra làm ba cái máy bơm thì tổng tất cả vòi chỗ này nó cũng phải mấy chục vòi, gần trăm cái bec phun. Đây để tôi lấy cái này mô tả cho các bác. Đây cái này gọi là cái bec này, cái phun này gần trăm cái này trong tổng số cái vườn thôi. Thì vừa rồi tắc khá nhiều, tôi phải sửa bớt, tôi khắc phục bằng cách là thông lỗ và mài. Đây mài những cái này chỉ cho các bác luôn, chia sẻ với các bác luôn. Đấy, mài những cái đây lấy móng tay thôi, chả cần cái gì, lấy móng tay cạo những cái chỗ lớp ngoài này, tại vì nó có một cái lớp tôi cũng chẳng biết là lớp gì nữa, khi chúng ta phun một thời gian ấy nó sẽ bị đọng lại cái lớp đấy cả bên trong bên ngoài, nên tôi vệ sinh bằng cách lấy cồn về rửa rồi cạo các kiểu, rồi thông lỗ cho nó, gọi là cái lỗ nào bé thì tôi làm to hơn một chút, thì cái nào không khắc phục được thì tôi đi mua cái mới, thế cho nhanh. Thế là bây giờ cái hệ thống phun sương của tôi khá là ok. Thì đây không phải là vấn đề tôi chia sẻ trong cái clip này, vòng vo tí thôi. Cái tôi muốn chia sẻ đó là cái loại máy bơm mà các bác nên dùng để phun cho giàn lan chúng ta đạt hiệu quả, năng suất cao hơn. Mặc dù là giá thành đôi khi nó cũng không nói lên được cái gì, điều gì nha các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy không? Đây tất cả là ba vỏ trắng này, chỉ cho các bác thấy đây, ba cái vòi trắng này đấy. Nhưng mà các bác nhìn thấy gì không? Đấy cái vòi của cái máy bơm này này đấy, nó hút nước rất là yếu này đấy, nhìn thấy biết ngay nó lên từng tí một. Còn hai cái vòi của hai cái máy bơm này nó lên rất là đều. Thì ở đây thì do một cái công suất lớn hơn, cái chị HF 9200 này này thì công suất nó lớn hơn thì không nói, nhưng mà còn cái 8379 này cái này công suất yếu hơn. Và giá thành của cái 8379 này nó cũng rẻ bằng một nửa của cái 2900 này thôi. Và tôi nói thêm cái thứ ba đó là HP 2500, tất cả đều là made in Taiwan nhé. Tôi không biết giả thật hay sao, hay là tôi cũng không quảng bá cho mấy cái kênh, mấy cái thương hiệu này đâu. Tôi chỉ nói những cái máy bơm đang có trong nhà tôi, cái nào hiệu quả và cái không hiệu quả để chia sẻ với các bác yêu lan, các bác có nhìn cái nhìn khi đi mua máy bơm thôi. Đấy các bác nhìn này, nó muôn đời, nó hút nước như vậy. Và đây chính là cái vòi của cái máy tôi vừa chỉ các bác đây. Đấy, các bác nhìn thấy nó chạy, nước nó đi rất là từ từ, chúng ta thấy những cái bọt khí ở trong vòi này. Đấy, nó đẩy dần thì thành ra nó cái độ phun của nó rất là yếu. Ở đây tôi đã thử tất cả các vòi, các bec phun, thì có nghĩa là cái máy bơm này tôi lắp cái bec này rất là ít nhất trong tổng số 3 cái. Cái công suất lớn thì chắc chắn tôi phải lắp tầm 40 cái rồi. Cái này tôi không nhớ bao nhiêu nhưng mà đại khái nó vẫn nhiều. Cái này là cái ít nhất này. Cái này tôi lắp đến bec ít nhất. Và cái độ cao, tức là độ cao từ cái máy bơm cho đến cái phần mà bec phun, độ cao của nó ấy. Cái khoảng độ cao của từ máy bơm cho đến cái bec phun sương thì là nó thấp hơn. Cái này ấy, tôi đang nói cái này nó thấp hơn so với hai cái kia. Có nghĩa là hai cái kia tôi toàn bố trí trên cao kìa, các bác có thể nhìn thấy ở trên kia. Đấy. Nó rất là cao, thậm chí trên đỉnh luôn. Đấy, trên mái này, đấy, tôi phải bố trí tít lên trên kia. Đấy là hai cái máy bơm có công suất khỏe kia. Mặc dù giá thành của nó thì là cái yếu này so với cái này nó là bằng nhau nhé các bác nhé. Còn cái này thì công suất lớn hơn thì tôi không nói lên nữa. Tại vì công suất của nó gấp đôi kia. Tôi đang so sánh hai cái này. Thì đây là cái máy bơm mà nó mang lại hiệu suất khá là yếu đấy cho các bác đây.
để các bác tham khảo luôn. Tôi không quảng bá, tôi không dìm hàng ai cả, thì nhà tôi có ba cái này tôi xin giới thiệu luôn. Còn đây là cái công suất khá khỏe đấy. Đấy, có thể nó hơi ngược một chút nhưng các bác thông cảm, bởi vì là tôi không thể đứng vào bên trong được. Đấy, cái này khá là khỏe này. Cái này lắp trên dưới 20 vòi full thoải mái, thậm chí 30 vòi. Còn cái này trên dưới 40 vòi. Còn cái này theo lý thuyết của nó cũng trên dưới 20 vòi, nhưng mà thực ra nó không bằng cái kia. Đấy. Đấy, các bác nhìn nước thì biết rồi đây. Tôi chỉ mãi từ nãy giờ đây. Đấy. Cái điều dễ nhận thấy nhất này, nước nó hút rất là yếu. Và đây, khi nó ra nó cũng lè đẹp như vậy. Đó. Thì thành ra là bác nào mà không biết chọn nó cũng khổ. Đây là cũng dùng 24V nha các bác nhé. 24V này. 1.0A. Để xem thông số của nó có giống nhau không. Thực ra tôi cũng chưa đọc thông số đâu. Open flow liter per minute. L per m là liter per minute, có nghĩa là 1,2 lít trên mỗi phút. Đấy. Tôi đọc xem cái công suất tương đương này là bao nhiêu nhá. À, cái này là 1,8 lít. Vậy là cái này hơn. Cái này hơn một chút. Nhưng mà tôi nghĩ kể cả 1,2, 1,8 nó cũng không chênh lệch nhiều. Không đến nỗi là cái này nó phun yếu như vậy đâu. Cái này thậm chí là kể cả ít vòi, tức là ít bec phun, nhiều bec phun, nó vẫn cứ tình trạng là đẹp như vậy các bạn. Cho nên là các bác nào mà muốn tìm hiểu về máy bơm để làm lắp vòi phun sương, các bác lưu ý một chút. Còn cái mạnh này thì không nói rồi, cái này thì là 3,4 lít nước trên một phút. Đấy. Còn cái này chỉ đạt 1,8 thôi. Còn cái này là 1,2. Nó yếu hơn chút. Tôi nghĩ nó bằng nhau, nhưng mà cái này nó yếu hơn chút, nhưng mà tôi nghĩ không đến nỗi nước nó phải là đẹp như vậy. Tại vì là hai cái kia tôi mua cùng một cửa hàng, còn cái này tôi mua cửa hàng riêng. Và giá thành cái này khoảng 500 này, cái kia cũng khoảng 500 này. Còn cái này gấp đôi 500 này. Đấy. Cái giữa này là cái mạnh nhất này. Thì tôi không so sánh cái mạnh làm gì, chẳng qua đưa ra cái thông số để cho các bác tham khảo thôi. Nhưng mà giờ tôi mới phát hiện. Tôi cứ nghĩ là cái này chạy 24V. Tất cả ba cái này đều chạy 24V nhé, không có nào 12V. Các bác mà mua máy bơm 12V thì nó rất là yếu. Để tôi cho các bác xem cái 12V. Đây là cái máy 12V đây các bác ạ. Đây. Nó bé tí so với cái 24V này. Tuy nhiên bác nào ví dụ có 1 2 giò hay là 4 5 giò đổ lại thì có thể dùng cái này cũng được. Khoảng chục giò đổ lại. Các bác nào vườn làm vườn tầm 20-30 m² trở lên thì không nên dùng cái này, tại vì cái này nó không đủ công suất đâu, không thể được đó. Đây cho các bác xem lại cái thông số của những cái máy bơm này để các bác tham khảo một lần nữa. Đây là cái yếu nhất nhé các bác nghe. Đấy, chữ màu đỏ rất là nhiều. Tôi cũng không phải dìm hàng hay là quảng bá cho ai đâu, nhưng mà biết đâu đấy, nói chung là tùy mục đích. Có người thì cần cái máy yếu chẳng hạn cho cái ngôi vườn của mình, không cần nhiều bec phun thì có thể các bác cũng có thể mua cái này chẳng sao cả. Đấy, nhưng ở đây tôi đang nói đến cái sự so sánh giữa cái công suất nhưng mà giá thành nó ngang nhau. Cái kia với cái này giá thành ngang nhau này, nhưng mà cái này phun yếu hơn này. Đó, đây là cái khỏe nhất này. Và đây là cái khỏe nhì. Các bác chịu khó nghiêng điện thoại hay là thiết bị của các bác để đọc chữ một chút. Đó. Này, tôi hẹn giờ 20 phút giờ đã xong. Thường tôi phun là tôi hẹn giờ khoảng 15 đến 20 phút cho mỗi máy bơm.
Mà còn cái quạt thì tôi phải để tầm 1 tiếng, 2 tiếng gì đấy để cho nó dư ra thời gian quạt khô một chút. Một chút thôi, chứ để lâu quá nó cũng khô quá. Đó. Thì cái video clip này xin kết thúc tại đây. Và cái mục đích của tôi là chia sẻ những cái dấu hiệu của máy bơm khỏe, máy bơm yếu để các bác lựa chọn. Bác nào thích chọn máy bơm yếu thì cứ lựa chọn cái giống như thế này. Bác nào muốn máy bơm khỏe cứ có thể chọn cái hãng kia. Hai cái này là cùng hãng này các bác này. Chẳng qua giá thành nó khác nhau. Cái adapter nó cũng khác nhau. Adapter của cái khỏe nhất này nó rất là to, nó cũng chạy 24V nhưng mà nó rất là to. Có một cái nữa nó cũng rất là khỏe nhưng mà tôi lại không dùng. Tôi lại không mua cái đấy. Đây, còn cái này là cái adapter của cái máy yếu nhất này. Adapter tức là cái bộ chuyển điện đấy. Bộ chuyển điện cắm điện vào điện 220 rồi qua cái adapter này rồi sẽ vào máy bơm 24V. Rồi nó sẽ chạy, nó phun nước. Các bác có thể nhìn cái điều hướng của nước này. Đấy, mũi tên chỉ này là có nghĩa là hướng đi từ đây vào, có nghĩa nước vào đây. Rồi nước sẽ ra bên này. Đấy, cái máy bơm nào cũng có nhé các bác nhé. Cho nên khi các bác mua về các bác cứ yên tâm, không sợ lắp thừa. Còn cái này các bác chỉ việc cắm cái vòi vào thôi. Và khi rút ra thì các bác bấm vào. Bây giờ một tay tôi lấy hoay làm cho các bác cũng khó, nhưng mà xong với lại rút ra thì nước nó sẽ chảy ra đây hết. Tại vì tôi vừa bơm xong. Trong này vẫn còn nước này. Đấy. Thành ra không thể thị phạm các bác được, chỉ nói qua thôi. Đó là một số phần mà máy bơm nhà tôi muốn chia sẻ với các bác. Hy vọng giúp đỡ được mọi người. Video clip đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong cái clip tiếp theo. Chủ đề về lan rừng, chuyên về lan rừng. Xin chào và cảm ơn mọi người đã xem video clip này.